Hôm nay bọn em rất là vinh hạnh khi được bên anh Hồng Văn đến đây chơi để mà thưởng thức món. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh Hồng Văn, đó là một món này thì cũng đặc sắc của nhà hàng, đó là món chả ram gan ổng. Thì cái món này đặc sắc nhất của nó là có ở trong nó, nhưng nó sẽ có bắp non và gan ổng Pháp. Thì em kết hợp với lại nước chấm của nó là đường thốt nốt, ngò gai chóp nhuyễn và ớt bột với lại nước mắm. Dạ, ở đây thì gan ổng mình nhập khẩu trực tiếp tại bên Pháp. Rồi cái bắp đó là sao? Cái bắp này thì ở đây em lựa chọn rất là công phu, tại vì em sẽ lựa chọn bắp non. Bắp nó còn non mà mình nhắn vô nó còn sữa luôn đó anh Hồng Quang. Thì mình bào ra, rồi xong cái em sẽ đâm để cho tạo cái độ dẻo. Thì ở đây thì em cũng đã nêm nó cũng hơi lạt lạt để mình chấm với lại cái nước sốt này. Thì cái nước sốt này khác những cái nước sốt khác, đó là em có cái đường thốt nốt. Cái đường thốt nốt của em ở đây là thứ nhất là vị nó ngọt thanh, thứ hai là nó có cái mùi thơm đặc biệt hơn, với lại mình ăn uống thì nó sẽ mát hơn những cái đường mà của đường mía hay đường củ cải. Anh cảm nhận được cái món chả ram, cái độ dẻo và mềm, và nó có cái của cái bắp mà nó còn non, nó ngọt anh ha, và ngon, nó dẻo ngọt, và cái vị béo béo của gan ngỗng rất là đặc biệt. Rồi mình phải uống bia nữa. Dạ. Thì cái món này thì cũng là một món signature của 308 Điện Biên Phủ. Thì cái món này thì 100% khách đến đây thì cũng ai cũng gọi cái món này để thưởng thức. Nhưng mà Long làm cái món này lâu chưa? Bắt đầu là nghĩ cái món này ra để làm lâu. Cái món này thì em mới làm ở đây là lần đầu tiên. Bởi vì em lấy lý tưởng là từ của người Quảng Ngãi. Em là xuất thân ở miền Trung. Thì em chỉ thấy mẹ ở nhà cũng hay làm món này. Nhưng mà em thì làm đầu bếp Âu nữa, thì em kết hợp với lại gan ngỗng nó vô. Thì em cuốn nó lại. Như vậy là thực ra cái món này là vừa kết hợp cái ẩm thực của người Việt và người nước ngoài, người châu Âu. Rồi cảm ơn Lâm, một cái món ăn rất là thú vị, rất là lạ mà thực tình là lần đầu tiên anh ăn đó. Gan ngỗng thì anh ăn món của người Pháp thì anh có từng ăn rồi, nhưng mà gan ngỗng làm với chả ram, làm với cái bắp non là anh chưa. Lần này anh ăn rất là ngon. Xin mời ha, mình cảm ơn anh.